Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục cập nhật những sản phẩm âm thanh chất lượng để phục vụ quý khách yêm thanh trên toàn quốc. Trong clip này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người về một dòng loa bãi đến từ thương hiệu TTR, một thương hiệu âm thanh đến từ đất nước Đài Loan. Đây là cái dòng loa có kiểu dáng thùng rất là đẹp, chất âm hay, giá tốt và đặc biệt là không sợ hàng nhái, hàng giả. Số lượng hôm nay bên mình về được 5 cặp và xin kính mời mọi người cùng đi xem chi tiết về cái dòng loa bãi này. Vâng, và trước tiên thì chúng ta cũng đi tìm hiểu về thương hiệu TTR qua trang web chính chủ của hãng. Quý khách có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính và vào Google gõ từ khóa là TTR Audio thì sẽ ra trang web của thương hiệu này. Chúng ta sẽ viết là TTR Audio, Enter. Và sẽ hiển thị ra các trang như trang chủ của hãng hoặc các trang của các nhà phân phối các dòng sản phẩm của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam. Điển hình như là đơn vị Ánh Dương Group có địa chỉ tại Hải Phòng thì đang phân phối các sản phẩm của thương hiệu này. Chúng ta cùng vào trang chủ của hãng. Và đây là trang web chính chủ của hãng. Chúng ta sẽ chọn sang dịch sang tiếng Việt. Đó. Ở trong này thì có các phần như là giới thiệu về thương hiệu TTR và các sản phẩm của hãng ở trong này. Đấy, quý khách có thể vào trong trang web của hãng để tham quan và xem các sản phẩm của cái thương hiệu này. Đây là một thương hiệu âm thanh đến từ đất nước Đài Loan. Đó, trong này nhé. Có giới thiệu rất là chi tiết. Hãng này thì đã có một cái bề dày lịch sử chuyên nghiên cứu thiết kế và điều chỉnh âm thanh cho những cái hãng khá là nổi tiếng trên thế giới. Và ngoài ra thì hãng này cũng sản xuất những cái sản phẩm như là loa, đẩy, vang, micro khá là chất lượng, một thương hiệu đến từ đất nước Đài Loan ở trang web chính chủ của hãng. Và cái dòng sản phẩm loa bãi của hãng có mặt tại cửa hàng mình hôm nay thì nó có model là KT612. Chúng ta sẽ lại gõ từ khóa là TTR KT612 thì sẽ ra cái dòng loa này. Đấy, mọi người gõ TTR này, KT612, Enter. Đó. Ở đây thì sẽ ra cái các trang web của các đơn vị bán cái dòng loa này. Ở đây thì có trong cái trang web này thì có giới thiệu rất là chi tiết về cái dòng loa này. Dòng loa này thì hiện tại là có hàng mới mọi người nhé. Ở đây là kiểu dáng hình thức thùng của loa. Đó, ra bán thì quý khách muốn biết hàng mới thì vui lòng liên hệ cho các nhà đại lý phân phối cái dòng loa này. Thông số của loa đây. Đó. Model là KT612. Đấy, kiểu dáng hình thức thùng của loa. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm về cái dòng loa bãi của hãng này có mặt tại cửa hàng nhà mình. Ở đây là kiểu dáng hình thức thùng của loa. Loa này thì có kiểu dáng là thùng cân, hai lỗ thông hơi ở phía sau. Và mặt trước của lưỡi căng thì được thiết kế theo kiểu dáng khá là đẹp. Để tạo điểm nhấn cho mặt trước của thùng loa thì phía bên trên nóc thùng loa và phía bên dưới đáy thùng loa thì hãng có khuyết đi một đoạn gỗ. Cái này để tạo điểm nhấn cho mặt trước của thùng loa. Thùng loa thì có chiều sâu khá là sâu, khoảng 40cm. Và phía bên dưới đáy thùng thì có lỗ để chúng ta cắm ở trên cọc. Ở đây là phần nội thất bên trong của loa bát và loa chép. Trước thì chúng ta đi xem về phần nội thất thì chúng ta cũng đi xem về cái thông số kỹ thuật và cái model của đài loa này. Ở phía mặt sau này là bảng thông số kỹ thuật. Loa này có model là KT612. 612 và CD mã vạch đầy đủ thương hiệu TTR. Công suất của loa là 350W. Công suất mà trung bình là hoạt động liên tục là 500W. Độ nhạy 97 decibel, trở kháng là 8 ohm, đáp ứng giải tần từ 54Hz cho tới 20kHz, cộng trừ sai số là 3 decibel. Có hai đường lưu trích chưa? Để đi vào loa và link ra một loa khác. Thùng khá là dày và chắc chắn. Trọng lượng của cái loa này nó cũng khá là nặng. Các ốc vít thì được bắt ở trên thân thùng để chúng ta có thể sử dụng để treo loa vào cái ốc vít này. Thùng loa thì có chiều sâu khá là sâu, nó khoảng 40cm, rất là sâu nhé. Các cạnh thùng loa thì được bắt những cái ốc vít này để giữ cái đai thùng cho nó chắc. Bên trong là có một cái đai sắt, mặt trước e căng, khá là đẹp. Thương hiệu của TTR được dán ở mặt trước của e căng này, được bắt ở mặt trước của e căng. Ở đây là cái củ loa bát và củ loa chép.
đặc trưng của thương hiệu TTR, cũng không giống với một thương hiệu loa nào khác nhé. Hãng này tự sản xuất củ loa luôn, không nhập củ hãng nào, nên là đây nó là cái phần củ loa của cái thương hiệu này, thương hiệu đến từ đất nước là Đài Loan. Ở đây thì có trên Nobat thì có ghi rõ là series mã của cái Đài Loan này, và nó được sản xuất vào 2018. Mã Nobat là VKF31217, thép từ bên dưới này là thép từ màu trắng, thép kẹp từ màu trắng, và bên trên này là màu đen, và nó được làm hoàn thiện cũng khá là sắc nét. Cái phần xương này, xương loa khá là đẹp đấy. Hai cặp kết nối đi vào trong dâu và đi vào trong côn loa. Ở cách đây độ khoảng gần một năm thì bên mình cũng về được một lô loa bãi của thương hiệu TTR. Tuy nhiên thì cái lô đấy với số lượng thì khá là nhiều. Cả loa bát 25 và loa bát 30 là trên 30 cặp. Lần này thì bên mình về chỉ được có 5 cặp bát 30 thôi, nhưng không có nhiều. Và model lần này là KT612. Không có bát 25, chỉ có bát 30 mọi người nhé. Loa bát này thực là cũng khá là sắc nét và đẹp. Xương màng. Và đây là côn và keo cổ côn. Cái đời loa này thì hãng sử dụng côn cỡ khoảng 65. Côn này cỡ khoảng 65. Loa bát 30, côn 65. Cái côn này thì nó cho ra chất âm là đặc biệt là giải trung, giải lời, min ấy, thì nó rất là hay. Chúng ta hát thì nó rất là bay tiếng. Nhện là cánh dán, một cái dán nhạt. Nhện trông cũng khá là đẹp không ạ? Thép kẹp từ đấy. Lát nữa thì mình sẽ báo giá của những cặp loa này. Những cặp loa này thì có mức giá khá là tốt. Trong cái tầm tiền thì đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là ok với cái dòng loa này. Và đặc biệt là chúng ta chơi cái dòng loa này là không sợ hàng nhái, hàng fake là không có. Đây là mặt trước của loa bass. Người thấy là mặt trước của loa bass được làm khá là đẹp. Cái miếng mút chặn gân này, đậy gân này, nó rất là xịn sò. Cái này nó giống với một số dòng loa cao cấp của thương hiệu JB. Gân là gân hai sóng, gân vải tầm dầu, màng giấy. Và cái chất liệu màng này nó cũng rất là đẹp. Rất là đẹp. Upper này là upper lồi. Và upper này được làm bằng các sợi carbon. Các sợi carbon này trông rất là nổi bật nhé. Rất là đẹp luôn đấy. Chung hãng này là một hãng tuy nó không quá nổi tiếng ở trong cái thị trường âm thanh, nhưng đây là một cái hãng họ chuyên nghiên cứu và thiết kế cho những cái thương hiệu lớn đấy. Và sau này thì họ có sử dụng để cái kinh nghiệm của họ để họ sử dụng để họ sản xuất ra các sản phẩm như loa, đẩy, vang, micro. Rất là đẹp không? Mặt trước của loa bass. Ở phía bên trên này là loa chép. Loa chép đấy. Cũng không giống với thương hiệu nào. Đặc trưng của hãng này. Chúng ta chơi cái dòng loa này là không sợ hàng nhái mọi người nhé, không có hàng nhái fake gì cả. Giá rất là tốt. Mã của chép là T04440. Là chép đấy. Được sản xuất vào 2018. Tem kiểm định của hãng QC. Đó, đặc trưng. Cái phần nhấn dây vào để kết nối dây từ phân tần vào cái loa chép này, nó cũng rất là khác hoàn toàn so với những cái dòng loa chép của các thương hiệu khác này. Rất là chất đấy. Và cảm giác là rất là chắc chắn. Họng của loa chép là họng nhựa mọi người nhé. Họng nhựa. Đây là họng của loa chép này. Mặt trước của loa chép và loa bass cũng được hoàn thiện khá là đẹp. Ở phía bên trong này là phân tần và bông tiêu âm. Bông tiêu âm là bông màu trắng. Ở đây là cái mảng phân tần, nó nằm ở phía bên dưới này. Phân tần nằm phía dưới này nhé. Bao gồm có một cuộn cảm này, một cuộn cảm lớn dành cho loa bass
tụ lớn dành cho nó bát, cuộn cảm nhỏ dành cho nó chép, tụ, chở và những con tụ nhỏ phía bên trong này nữa dành cho nó chép. Ở đây thì mình thấy là hãng sử dụng phân tần với các linh kiện cũng khá là chất. Nhưng những con tụ này đến từ thương hiệu Sunton Acoustic, một thương hiệu của Đức đấy, sản xuất những cái dòng tụ này. Dòng tụ này khá là đắt tiền và nổi tiếng đấy. Các cuộn cảm này, dây đi ra loa bát và loa chép khá là mềm, khá là mềm đấy. Với một cặp loa này thì mình cũng xin báo giá để mọi người có thể nắm được và cân đối với mức tài chính. Còn cặp loa này thì bên mình sẽ giao bán với cái mức giá là 9 triệu đồng tròn. Giá 9 triệu đồng tròn. Giá bán này thì đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và cam kết là hàng zin 100%. Như trong clip này mình đang quay, hình thức thùng rất là đẹp nhé. 9 triệu một cặp. Cam kết là hàng bãi zin xịn của hãng. Riêng hàng này mọi người chơi thì không bao giờ sợ là có hàng fake rồi. Không như chơi những cái dòng loa, những thương hiệu nổi tiếng thì hay có hàng nhái, hàng fake như JBL hoặc là B3 chẳng hạn, thì rất nhiều hàng nhái. Còn với cái dòng loa này chúng ta chơi là không phải sợ hàng nhái, hàng fake gì cả. Chúng ta chỉ cần hàng zin, riêng hàng bãi thì chúng ta chỉ cần hàng zin là chúng ta chơi rất là yên tâm rồi. Giá là 9 triệu một cặp loa bát 30. Với cặp loa này thì quý khách có thể sử dụng chơi với những căn phòng từ 35 m² đổ xuống, 35-40 m² đổ xuống thì có thể sử dụng cặp loa này. Và ở trong clip sau thì mình sẽ dành thời gian để test chất âm của cặp loa này. Trong clip này thì mình sẽ chỉ giới thiệu đến mọi người về cái dòng loa này thôi. Clip sau thì mình sẽ test về các thể loại nhạc cũng như hát karaoke với cái dòng loa này. Vâng, thân mến, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Quý khách nào có nhu cầu mua dòng loa này, hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688. Hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test về những dòng loa này và các thiết bị âm thanh karaoke khác. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.